em xin kính chào quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng em rất vinh dự được đứng đây với mái trường trung học cơ sở Tam Quan Tam Yên đại diện cho tập thể các bạn học sinh của lớp 7A1 để bày tỏ những cảm xúc của mình trong ngày tri ân thầy cô giáo 20/11 đầy trang trọng này. Ca dao có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và thật đúng như vậy, con cha nghĩa mẹ là một tình cảm lớn lao thiêng liêng nhất, là chiến dựng cùng lao, là công ơn dưỡng dục ta khôn lớn trưởng thành. Nhưng ai lại biết rằng không chỉ có cha mẹ dạy dỗ con em người cho ta nhận thức tốt như ngày hôm nay, mà còn có thầy cô giáo là những người lái đò đưa ta sang sông với những kiến thức và học thêm bổ ích. Tháng 11 nay lại về, mang theo cơn gió thu nhẹ nhẹ mơn man trong cánh hoa ban tím, mang theo ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lớp học sinh chúng em có dịp hướng làm mình về phía những người thầy, người cô cũng như các cô chú cán bộ nhân viên trong nhà trường, những người luôn tận tâm sáng sát và dạy dỗ chúng em. Có một ngày buổi phóng bán đầy tay, có một ngày cao quý nhất trong tất cả các ngày cao quý ấy là ngày giáo viên. Thì biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá, để một đời người lái đò đưa những chiếc đò sát sót tập đến bờ tri thức và nhiệt huyết của một tấm lòng. Lại xuôi năm tháng em trôi, con đò kể chuyện một thời đất xưa, rằng người chèo chống đón đưa, mẹ cho buổi phóng giữa trưa chơi nhiều. Thầy cô bảo thế, ngày ngày đón đưa những chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt khóe mắt của thầy. Nếu có ai hỏi em về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, em xin kể về những thầy cô, những cô chú nơi mái ấm của ngôi nhà thứ hai. Như mái ấm thân thương này, chúng em được khám phá thế giới kỳ diệu của trí thức cao loại với tất cả lòng say mê. Thầy cô đã mở ra cho chúng em muôn vàn những điều mới lạ, bổ ích và kỳ thú. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng bài cho chúng em bao điều hay lý phải, giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy trong chúng em những khát vọng khôn cùng. Thầy cô ơi, chúng em vẫn còn dân lượng vào những ngày hè o vớt hay những đêm đông rét buốt, trong tiếng rã rít của côn trùng, thầy cô vẫn miệt mài trên trang giáo án tìm ra những phương pháp rất hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Chúng em chỉ mong sẽ luôn nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của thầy cô sẽ mở là người dìu dắt chúng em trên con đường đời, sẽ mở là người đưa đò tạm tiện nhất. Chúng em xin cảm ơn thầy cô vì tất cả. Và cũng xin lỗi thầy cô về tâm hồn ngây thơ, không biết bao nhiêu lần chúng em đã làm cho thầy cô phiền lòng, và cũng bao lần thầy cô tha thứ cho chúng em với lòng bao dung thương yêu tha thiết. Cho đến giờ chúng em vẫn thấy rất hay cho câu nhắc tự vi sư, bán tự vi sư, mà chính thầy cô là người truyền đạt cho chúng em hiểu được ý nghĩa sâu sắc thật sự của câu tục ngữ ấy. Có ai đã nói rằng hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trên ngọn đèn. Và thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho chúng em, tiếp cận cho những ước mơ bay cao bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ vô sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng khi đã đứng vững ở trong trời ấy, chúng em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô. Cuối cùng, năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin nghe mặt cho toàn thể các bạn học sinh toàn trường kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay trèo trên dòng sông mê mông của sự nghiệp trồng người đầy cao cả. Nhà giáo dục nổi tiếng người sếp Kandinsky đã từng nói: dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Vâng, thầy cô mãi mãi là những con người quý nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo.